Hello, lại là một trận đấu hạng của bé mắt. Thật ra thì mình đã lên được kim cương rồi, nhưng mà sau 3 trận toàn thua thì mình đã xuống lại bạch kim. Và xuống lại bạch kim sau khi lên kim cương và xuống lại bạch kim thì mình phát hiện ra một điều, đó là đánh ở bạch kim bây giờ nó dễ vãi chưởng luôn. Đánh bây giờ nó thoải mái, rất là thoải mái luôn á. Nó không hề còn bị áp lực leo cấp để biết được kim cương nó như thế nào. Đánh rất là thoải mái, đánh không hề bị cảm giác gọi là áp lực, và đánh nói chung là đánh rất dễ. Mà cảm giác từ lúc mà mình lên kim cương xong, mình đánh lại bạch kim thấy rất là dễ. Ok, và đây là một trận đấu rất là buồn cười khi mà Vélez chọn rừng và trong đó lại có Mark có sở súc. Ok, và Jill cũng chọn rừng, hai ông giành rừng và thêm ba room nữa. Kết quả là cái team mình hiện tại bây giờ nó đang có tới hai ông rừng và ba ông là tăng. Mark thì cả đó cũng gọi là tăng rồi, Sroop cũng gọi là thuộc loại trợ thủ tăng, và ba room thì thôi tăng lè luôn, tăng chất lừ luôn. Và tới phút tư giây cuối cùng cũng không ai đổi hết lát hết. Team kia thì ok, team kia thì có vẻ đội hình rất là đẹp. Nakarot, Testoro, Alistair, Yuka, đội hình team kia rất đẹp. Mình nghĩ đội hình team kia rất là thuần túy. Nếu mà chơi thì mình thích đội hình team phe bạn hơn. Đội team mình rất là buồn cười. Ok, nhưng mà kệ nó thôi, đội hình thế nào cũng phải đánh thôi mà. Tại vì như mình nói ở cái cấp bạch kim mà, thì thằng nào thích đánh cái nào thì đánh thôi, không có liên quan gì tới hòa bình thế giới cả. Vâng, và chính vì team nó lằng nhằng như thế, cuối cùng là không ai biết đi hướng nào. Thật sự là mình ngồi gần 10 giây đồng hồ mà mình vẫn không xác định được là mình nên đi cánh nào cơ. Ok, mình thấy sub cánh này, cuối cùng mình quyết định là mình tính là mình đi ra mid, tại vì hai ông nhành rừng thì không có ai đi mid, mình tính đi mid, mà cuối cùng là thấy Yu đi mid rồi. Thế ok, mình nghĩ mình phải đổi lane chứ. À, mình ăn vài con rep cho nó đỡ máu chó thôi. Ok, mình lăn vỡ ra đây và mình quyết định là xuống bot. À, không, mình không phải xuống bot mà mình đi support cho Yu đi cướp rừng luôn. Hai thằng đi cướp rừng. Ô tỏ thiên đệ, đúng là hai ông rừng chặn đánh nó hài vãi chưởng, hai ông rừng và ba ông tăng hài vãi, cuối cùng là anh em đi cướp rừng. Oh my god, mid của tụi nó lên cứu đồng đội và hai tình huống này thì mình bỏ chạy thôi. À, lúc này thằng Yu nó thế nào cũng cảnh sát nó. Ok, ba room ra cứu mình. Mình thấy mình có máu, thế là mình lại hổ báo lên, mình lao ra luôn, mình đánh giết người. Đúng, mình thấy đồng đội mình tử nạn luôn. Ok, thì combat tổng mà, combat tổng chết thì cũng bình thường, chứ combat tổng như thế này mà chạy thì đúng là nhục kịch, trên đời không có gì nhục hơn á. Ok, Vélez nha, mình nó lao ra nó hung hãn vãi chưởng ra, rừng nó lên level 3 rồi nên nó hung hãn lắm. Ok, giết được AD phe kia luôn. Oh, giết được Alistair bên kia luôn. Ok, thì lúc này mình quay lại top. Thì thật ra bây giờ đánh không có đội hình, khỉ gió gì cả, đánh không có. Ok, mình lại thấy Yuka đang hành đồng đội mình. Mình lao ra, mình tính cứu. Ok, ơi má ơi, rừng phe nó bay tới KS. Ok, mình vẫn quyết định đánh. Nhưng mà ông nội bạn phe mình thì lại đéo chịu đánh và bỏ chạy. Kết quả là ông bị rừng đập xỉu trong khi Yuka vẫn còn sống. Ôi giời, một cái tình huống chán đời. Bạn hình dung không? Trận tình huống hồi nãy mà ông súp nhà mình, ông đừng bỏ đi, ông vẫn cố đấm ăn xôi và bạn Yuka thì Yuka chết ngắt, thậm chí rừng cũng chết nữa, nhưng mà ông lại bỏ chạy và cuối cùng ông bị rừng găng ngược, và mình thì một mình solo với Yuka là sao được đấy, thế là mình xỉu luôn. Ok, lúc này Barum giết được Toro ở cánh dưới rồi và mọi người có vẻ hình như là tính đánh rồng, mặc dù mắc phết mắc chết như rã nhưng mà đồng đội gắn là được, thế nên tỷ số giờ đang là 5 đều. Anh em đã được con rồng. Và bạn Yuka lao vào, có bạn Yuka chết chắc thôi. Bắt đầu tiên là mình lao vào rừng, mình thấy có súp, mình hú súp. Bố tổ ông súp, ông đéo gánh, là mình quyết định là đổi mạng với rừng. Đổi mạng hay là sống thôi. Ok, mình sống, mình giết được rừng. Sau đó mình quyết định chặn rep luôn. Hồi đầu mình tính đi vào nhưng mà mình xác định lại là mình chặn rep, cả vì team nó cũng chết nhiều lắm. Mình chặn rep. Lúc này mình nghĩ mình nên play về nhà đi.
À, oh my god, tình huống này mình đánh, nghĩ mình đánh hơi sai rồi, mình đánh sai quá sai luôn thật sự. Lúc này mình coi lại clip, mình nhìn thấy rõ ràng tình huống đấy, mình nên đi về, nhưng mà mình lại cố gắng đẩy trụ luôn, thế là mình chết. Quả này mình chết rất gọi là rất ngu thì chính xác hơn. Quả đấy mình cứ đi về, mình regen xong mình lên, mình muốn làm gì thì làm, hợp lý hơn. Mình lại quyết định máu quá, mình lại quyết định, tại vì team mình nó không có team, team mình đội hình nó rất là buồn cười, thế nên mình quyết định đánh, phải đánh loạn lên thôi, tại vì không có hỗ trợ ai, cũng không biết đánh ai hết á. Thậm chí trận này mình còn bật micro nữa. À, trận trước mình bật mic, thế nên trận này mình quên tắt, và cuối cùng là cả lỗ chat đi đâu ngoài trọng á. Ok, lúc này thì cứ thấy mid bị đánh thì ra mid, mà thấy bot bị đánh thì ra bot, mà thấy top bị đánh thì ra bot thôi, chứ không có khái niệm gọi là gì nữa rồi. Thấy ở đâu có giao tranh thì lao tới thôi. Ok, mình thật sự là mình không biết tại sao, nhưng mà mình có vẻ là mình găng, mình chịu khó găng bạn gấu rất nhiều, nhưng mà toàn là bị găng ngược. Ừ, đấy. Ok, được. Thật là mình chán nản ông súp lắm luôn á. À, đánh theo bò thì ông không đánh, ông trốn, ông găng người ta thì găng cho chết đi, ở đây găng không được. Sao tình huống này mình bắt hơi sai đúng. À, mình bắt Yuka mới đúng, nhưng mà mình lại bắt rừng. Thật là buồn. Tình huống hồi nãy mình bắt Yuka là Yuka chết rồi, tại vì Yuka gần hết máu. Nhưng mà mình thấy rừng, thế nên mình vẫn ráng là găng thằng rừng thôi. Oh, thật sự là mình giết được cả rừng luôn. Tình huống này rừng họ quá tệ thật sự. Tình huống đấy có Alete nó support cho rừng, mà rừng vẫn bị mình giết là rừng quá quá kém luôn. Ok, và tình huống này thì mình không thể nào cứu rừng nhà mình được rồi. Yêu nó lao lên, à mình cũng không biết gọi này có nên gọi nó là rừng không, tại vì nó chỉ có cái bùa trừng trị thôi chứ không được rừng. Rừng là Vedet nhà mình. Ok, Yêu thì quả đấy mình không cứu được rồi. Ông lao vào trụ và ông đòi hâm người ta, và người ta khóa lại trụ luôn. Có vẻ Yuka vẫn đang rất là xanh xao ở trên này. Súp đấy, lại găng ngược, súp lại bị găng. Ông súp này ông không có khái niệm là đánh theo team, ông chỉ có khái niệm là đẩy rep đó, sau đó về ôm trụ và cứ đẩy rep ôm trụ đó. Ông không có khái niệm lên đánh nhau gì hết á. À, đó, mình lao ra mình đánh thì ổng ở trong ngõ hẻm đó. Ok, đó. Cứ ra mà đánh thôi chứ đúng không? Tại vì trận này ba con tăng có cái khỉ gì đâu. Ok, đó. Má máu còn có một tí không đánh, mình lại phải lao vào last hit. Mình lại phải lao vào ôm trụ để đánh một lúc hai thằng. Đấy. À, rất may là cái chiêu nội tại của mình nó làm cho thằng gấu chết. Thấy thằng súp nó đánh nhát kinh hoàng luôn. Trời ơi, Mac đã băng trụ rồi mà ổng còn đứng ở ngoài ổng ngó vào, chẳng hiểu ổng ngó cái gì. Mac băng trụ rồi mà ổng còn ngó, mà thằng súp thì nó trâu vãi cả trởn ra. À, chán đời ổng súp vãi rồi. Ok, ở dưới này thì à, thật ra thì cũng chẳng có AD, toàn là ba con tăng, hai con rừng, thế cuối cùng anh đánh loạn, không công được trụ, không cách nào công được trụ, thiếu lát quá. Ok, mình lại thấy mít trống trải, mình lại ra mít thôi chứ làm được gì bây giờ. Ok, và có vẻ Yuka nó lại đang tính găng thằng súp ở trên. Ok, anh em nhà mình được một cái rất chịu khó đánh rồng. Hai con rồng nãy giờ ăn hết rồi. Ok, mình thấy AD, mình găng AD. Thật ra thì mình hù đó là chính thôi chứ. Toro đứng ngay sau lưng nó thì làm sao đánh được. Ok. Ok, rừng nhà nó xuống. Vâng, và ông Barot nhà mình ổng núp đằng sau đấy, hiểu nè, ổng là con tăng mà ổng núp đằng sau. Anh em đấy biết làm gì luôn. Ok, mình cảm tử luôn, mình lao vào, mình hô tấn công như thật. Ok, vâng, mình giết được AD. Má, mình quay mình solo hai thằng luôn à. Thà là không có thằng Toro đó là thằng rừng nó chỉ có chết với mình. Thiệt, thằng rừng nãy giờ nó bị mình đập hai phát rồi, nó phế lắm rồi. Ông Barot này, ổng cứ chạy về. Thà là lúc ở tình huống đấy mình nhớ anh em đang dùng voi, mình chửi thằng Baro như một con thú, mình kêu mày quay lại đi ông bé, trời ơi tụi nó chết hết nơi hết rồi, mà ông thấy ông còn nửa cái máu, ông cứ chạy vào. Trời ơi, đó chịu nổi không thể nào chịu nổi luôn á.
Trời ơi, ở Mang Danh là một con một trong những cái con tăng mà thuộc lại thiếu điều gọi là nói sao ta? Thiếu điều là phải được top 3 đến top 5 của Liên Minh của cái game này mà ổng không dám ra được. Trời ơi. Thế là kết quả mình không giết được rừng phe đấy, ở pha đấy và cả Toron nữa. Chứ ổng ạ, chứ thằng Baro mà nó ở lại á là mình giết được cả hai đứa luôn rồi, giết được cả ba đứa ở pha combat đấy rồi. Ở trên này thì ông súp nhà mình thì khỏi nói luôn. Trời ơi, cuộc đời của ông nhìn ông đánh chán vãi lòn luôn. Ok, mình thấy ông bị găng, mình lại ra cứu ông, ông lại chạy về. Đấy. À, ok, tình huống này ít ra ông còn biết chạy lên lại, chạy lên đấm cái rồi thôi. Vâng. Mình thấy nó bị găng, mình lên mình hỗ trợ và ông thì ông cứ đi về thôi, không có đi dịch lùi thôi. À, nhưng mà ông súp vẫn giết được người, vẫn chấm dứt được rừng phe kia một phát. Yuka còn tí máu chạy như vịt và bị Vedet thì mình giết rồi. Ok, Baro thì nó cứ đi lùa như thế này thôi, không biết nó làm gì nữa. Má ổng là tăng, ổng không có đam chính đi theo mà ổng cứ đi solo một mình không hiểu ổng muốn nói cái gì. Đừng nói là chỉ muốn đẩy trụ nhá. Trời đất ơi. Đó, ok, sub tình huống này làm được, sub ở tình huống này ở mid đang cố gắng đẩy mid. Ok. Vedet lại bên cánh hợp lý. Ok, tình huống này đông quá, mình quyết định đảo cánh mình làm gì? Ok, mình chạy thôi chứ làm gì nữa. Mẹ. ba thằng ở đâu lắm, mình chạy lên mình soi map chủ yếu cho đồng đội nhìn gọi là có tầm nhìn á để biết được tầm hướng thôi. Toro thì thôi khỏi luôn, Toro thấy nó chẳng ai muốn đánh hết á. À, thiệt. Đánh nó làm gì, đau hết cả người. Băng trụ, con mẹ mày à, súp. Ô, Vedet nó mới chửi súp cái gì đấy. Ok, mình thấy AD ở trên đang lùa vịt bạn chiêu nhà mình đi lên mình cứu nhưng mà chắc là chết chung thôi. À, ok, giết được rồi. Một pha. Mình nghĩ cái pha này gọi là cứu bò cũng được, mà gọi là lên găng ngực cũng được, cũng hay. Chỗ này mắt bay đẹp. Ok, tỷ số bây giờ đang 22-19. Khá là cân bằng hai bên. Tình huống trụ cũng tương đối cân bằng. À không, trụ nhà mình ăn được một trụ mid. Ok, đẩy thêm được một trụ bot nữa. Bên mình đẩy trụ hơn rất là nhiều. Mặc dù team thì rất là phế vật. Team ba con không có liên quan bà con gì với nhau. Oh my god. Mình đứng đấy, mình tính tới đây về nhà. Mẹ mình thấy mình team đang xanh. Hậu báo vừa có tạo thành nữa nên khỏe. Mình đứng đấy đến bay về, ai về ông Dư ông lại bị chết, mẹ ông lại bị gấu găng ngược đánh. Chỗ bên mình đang khá xanh sao, ba con tăng nhưng mà rất là buồn cười, nhưng mà lại có chiều hướng ăn được phe kia nhá. Tại vì rừng phe kia nó bị phá, rừng phe kia. Ok, mình tiếp tục bắt rừng tiếp, tại vì thật ra thì trách nhiệm đó giờ của mình vẫn luôn là bắt rừng. Ok, Vedet nó lát hit được quá rồi. Ok. Ây da, nó này đông loạn soạn quá. Mẹ AD nó ở trên Toro dưới này thì đánh cái khỉ gì, đi về đi trời ơi. Đúng không? Cái góc đánh như thế nó không hợp lý. Toro nó chặn ở trước mặt. Ở sau thì AD ở sau bắn, mà các ông vẫn cứ thích lao lên đấy. Vedet nó lại chết sảng của đấy. Và nó chết rất ngu luôn, mình nói thật. Ở trong tình huống đấy trong game mà mình còn thấy mình còn phân biệt ra được tình huống đấy và mình bỏ đi nữa, mà hai ông kia ông cứ ủi đầu vào. Cho nên mình thấy gấu đang băng trụ, thế nên mình quyết định đi quay về để bảo vệ trụ nhà mình. Mẹ nó, gấu nó đẩy trụ lẻ gớm quá. Ok, mình soi tầm nhìn. Tình huống này Mark khá là điên cuồng, Mark hô tấn công và thậm chí Mark còn lao thẳng vào AD của địch. Rất lì. Mark tưởng là Mark siêu nhân, Mark 1-3. Ok. Mark thắt đồng đội lên. Ok, hy vọng là Mark chết một quả, tụi nó xả hết kiều mặt Mark rồi thì ít ra đồng đội cũng phải giết được hai thằng này chứ. Ok, làm tốt, ít ra thì 1-2. Thấy mình chết có xứng đáng. Ok, rừng phía kia cắn trộm trụ nhà mình. Vâng, và sắp giết được nó rồi. Ok, cho nên Yuka vẫn tiếp tục đẩy lẻ. Yuka lại tiếp tục đẩy được một trụ nhà mình.
Thật ra thì mình luôn nhắc là đánh Yuka. Đất hiểu tại sao ba thằng đồng đội mình nó cứ bị ngáo đá thế nào đấy. Đấy, thằng Yuka nó đập luôn cả cái trụ top rồi. Ok, các ông mình cứ ham hở lên tấn công. Đất hiểu được. Đấy, nhìn thằng Yu nó đánh kìa. Nó vẫn cứ, nhà thì bị cong sạch ra nhưng mà nó vẫn cứ lên, nó phàm ở trên đấy. Nó giống như là nè, như chỗ không người á. Đúng là một cái tình huống đánh mà mình nghĩ là chỉ bạn chỉ có thể gặp được cái tình huống này ở cấp bạch kim. Ok, tình huống này nó băng trụ. Không nói nhiều, tình huống này băng trụ giết người thôi. Thì mình vẫn đang 29-25 rất xanh, mặc dù bị đẩy thô một cái trụ, mất một cái trụ top, trụ cuối của top rồi, mất một đường mega rồi, nhưng mà tình huống này có vẻ đây là một tình huống sai lầm. Khi Baro thông báo đánh tà thành và anh em sang hỗ trợ, đây có lẽ một tình huống sai lầm, mình nghĩ là sai lầm. Tại vì con tà thành lúc này nó rất là dai sức, đánh nó rất là mệt. Đấy, chứ tìm kia nó vào. Ok, mình vẫn tiếp tục rượt rừng. Mình có vẻ chỗ này mình có vẻ thấy máu chó bạn rừng, mình có thích rượt rừng thôi. Ok, và sắp giết nó rồi. Một phát ngắm mắt tổng. Ok, đánh loạn cái lên thôi. Đây có vẻ là một tình huống sai lầm nhất của mình. Sai lầm nhất của mình là tình huống này. Mình đánh chết Yuka nhưng mà mình không soi đò và mình không biết được Yuka có hồi sinh. Kết quả là Yuka nó sống lại và đập xỉu mình. Mình lúc đấy mình đang tính găng ngược lên con AD. Đấy, và cuối cùng Yuka. Ok, Yuka mới giết một thằng đồng đội mà. Yuka giết sub luôn. Vâng, và ông Vedas này thì ông cứ bay tới bay lui và ông target vào con Red. Và ông chết luôn. Vâng. Tình huống đánh tà thần mặc dù khá là sai nhưng mà combat ngược thì ổn, combat đầu tiên thì ổn. Nhưng mà cuối cùng mình nghĩ tình huống này là gấu xuất thần. Tình huống gấu xuất thần, gấu đẩy ngược lại và gấu giết ba mạng. Lúc này thì Jill ra rồi. Ok, gấu vẫn tiếp tục, gấu hy sinh thân mình, chắc có vẻ gấu muốn tử. Gấu thà chết nhưng mà gấu vẫn phải đánh được cái trụ mid nhà mình. Mình đã tin được luôn. Ok, ông Baro ông đánh con gấu mà đánh mãi không chết. Trời ơi, mình đã thấy tình huống như thế rồi mà mình tính là mình đẩy top. Mình nghĩ không thế nào thằng gấu nó sống nổi. Không thế nào nó là siêu nhân à. Ừ, thế là mình nên là đẩy top mà cuối cùng mình vẫn phải quay ngược lại. Vâng, tình huống lúc này thì tỷ số bên mình vẫn đang ăn. Nhưng mà mất 2 trụ mega rồi. Mất 2 trụ Raptor rồi. Chưa hiểu tình huống này, mình hơi đánh hơi sai. Mình coi lại tình huống này thì mình nghĩ mình không nên đẩy đến cỡ này. Thật sự ấy, tại vì mình đã chờ đủ 5 người ra rồi mà rồi mình hẳn lên ở tình huống này. Đấy. Tại vì đây là bây giờ là phút thứ 15 rồi. Chết mà phát ra rất là lâu. Mà nhà mình thì đã mất 2 trụ nữa, mình không nên đẩy quá cao như vậy. Sau khi coi lại thì mình phát hiện tình huống này mình đẩy hơi bậy. Đúng ra mình nên bảo toàn. Ít nhất là mình nên chờ đồng đội ra đủ 5 người. Sau đó làm gì thì làm. Rep chứ mình chỉ cần đẩy nó không vào nhà là được. Mình thủ nhà thì hợp lý hơn. Tại vì đẩy 2 đường rep rồi. Ok, và lúc này team mình thiếu người. Thiếu 2 người luôn thì đánh cái gì. 5 đánh 2 thì chịu sao được. Ok, lúc này thằng Yu ra thì chắc là nó gọi là nó hú hú mấy cái thôi chứ làm được khỉ gì bây giờ. Vâng, Diêu xỉu và Barum thì lại đi về nhà đi again. Bên kia còn Toro Barata. Ok, Mark thì ok, Mark bây giờ ra rồi. Mark hú và Anata. Mark giọng đùng. Vâng. Và chuẩn bị đánh bay. Mình phải công nhận là trận này, thật ra thì ngay từ cái bước chọn tướng nó đã buồn cười rồi. Ok. Khá ngạc nhiên thôi, mình hơi ngạc nhiên là mình được hạng 3 thôi. Mình không nghĩ mình hạng thấp như vậy, mình hạng 3. Mình hơi ngạc nhiên về cái vấn đề hạng của mình thôi. Ok, ngạc nhiên là mình Baro mình chửi hơi nhiều nhưng mà Baro vẫn được 9.1 cơ. Còn ông Sup và ông Jill mình chửi nãy giờ đúng. Thằng Jill, thằng Sup mình phải chửi nó sấp mặt luôn á. Cái thằng mà Hayashin thằng mà ông được 6.64 thật sự luôn, đúng thật sự luôn. Ông được điểm thấp nhất đội luôn. Đó, rõ ràng luôn. Cái cách đánh của ông quá chán. Trời ơi, Yu thì mình không biết nói như thế nào. Nhưng mà đánh cũng rất là chán.
Thật sự mọi người mặc dù lát sai hết, nhưng mà nếu mà đánh hợp lý một tí, đánh ở những tình huống đánh đồng đội thì đã không bị thua rồi. Tại vì team mình có những tình huống gần như là dẫn ngược mà. Gần như là có chiều hướng thắng đó chứ. Một cái quyết định đánh Tân Tạo Thành ban đầu là mình nghĩ là hơi sai lầm. Sau đó quả combat tiếp theo bị sai. Sai toàn tập. Thật ra mình sai đầu tiên, mình giết xong gấu mà mình quên mất hối hồi sinh. Đấy, kết quả là gấu quay ngược, trả ra gấu giết cả ba mạng luôn. Đấy, rất là gấu đẩy được trụ. Sai lầm ở tình huống đó. Ok, mình hơi ngạc nhiên là hơi ngạc nhiên là bây giờ mình thấy cao thủ nhiều quá. Dưỡng đây, ok, một cao thủ Anasin kim cương, ok, huyết thối và cao thủ, hai cao thủ. Ba cao thủ. Bốn cao thủ. Ok, một dựng đây này, một cao thủ này. Trung Dũng hai cao thủ này. Ta lớp 15 ba cao thủ này. Thôi, bốn cao thủ này. Không phải, hình như mình nhớ hồi nãy có một ông gì là ông Bizit gì cũng cao thủ. Tổng cộng đằng này hai team có đến 5 người cao thủ. Không tin được.